Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Hani, là giảng viên chính của Trung tâm Đào tạo Nước Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nước Mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay Hani sẽ chia sẻ cho các anh chị cách tạo fan bằng nhíp dành cho những ai chưa tạo fan. Và ở đây Hani sử dụng cái dòng nhíp mà đây là một cái dòng nhíp mới của bên Hani nè. Đó, nó có một cái độ nhám bên trong sẽ giúp cho các anh chị tạo fan gấp phát nào là trúng phát đó luôn. Mình chỉ cần một cây nhíp này thôi là các anh chị có thể cân hết tất cả các kỹ thuật tạo fan. Một chai keo khô thật nhanh, các anh chị nên làm keo double fast thì sẽ khô nhanh hơn là dòng keo Kinver 2 nha các anh chị. Double fast này nè, sẽ khô nhanh hơn rất là nhiều. Sau khi có keo, có nhíp thì các anh chị phải cần có lông mi. Thì đối với những người mới, các anh chị nên sử dụng dòng mi 0.10 sẽ ok hơn nha các anh chị. 0.07 thì nó sẽ hơi khó, 0.10 sẽ là ok hơn. Và một ít cái hũ, cái hộp mà giống như là cái hộp mi này nè, để cho các anh chị đựng những cái fan mà chúng ta vừa làm xong để dành. Và các anh chị nhớ là theo dõi cái video này từ đầu tới cuối, hoặc là có thể vừa làm vừa mở cái video của Hani để các anh chị coi. Như vậy sẽ giúp cho các anh chị có bạn bè ngồi kế bên, và sẽ giúp cho các anh chị là vừa làm vừa coi thực hành ngay tại đó thì sẽ mau tiến bộ hơn. Bây giờ mình cùng coi video nha các anh chị. Để mà các anh chị tạo fan á, thì các anh chị phải cần có một cái sản phẩm, đó là cái cây nhíp này nè. Cây nhíp này nó sẽ giúp cho các anh chị tạo fan gấp phát nào là ăn phát đó, và nó sẽ dành cho cái những cái người mới bắt đầu mà cái lực tay của mình còn thô hoặc là còn cứng thì cây nhíp này nó sẽ rất là ok nha, vì nó có cái mũi nhám bên trong. Thì cái cách tạo sẽ là như sau. Khi mà mới học tạo fan, Hani khuyên là các anh chị nên tập tạo đối với những cái sợi, những cái số lượng ít thôi, chứ đừng có làm nhiều quá. Và các anh chị nên bắt đầu bằng lông mi 0.10 trước nha các anh chị. Đầu tiên khi mà các anh chị tạo fan thì các anh chị lấy cho Hani số lượng khoảng chừng 3 sợi mi thôi. Bắt đầu mình sẽ bỏ vô trong nhíp của mình nè. Khi cầm được 3 sợi mi rồi thì các anh chị sẽ nhấc lên 50%. Đó, và các anh chị buông ra. Lúc này các anh chị sẽ thấy là một phần cao, một phần thấp, đúng không các anh chị? Rồi, mình sẽ dùng cái mũi nhíp để mình chạm nhẹ 3 cái sợi mi đó. Lực tay của mình càng nhẹ càng tốt nha, chạm nhẹ thôi. Chạm nhẹ 3 sợi mi đó, đó. Bắt đầu nó sẽ xòe ra. Khi mà mình xòe ra mà mình thấy nó đều rồi, bắt đầu các anh chị sẽ bỏ cái nhíp vô nè, bỏ cái sợi mi vô. Khi mà bỏ sợi mi vô, nếu như mà sợi mi nó có cái hiện tượng gọi là chậm mi lại thì lúc này các anh chị có thể chỉnh lại. Và khi mà làm được rồi thì chúng ta sẽ nhấc lên. Đó. Khi mà nhấc lên thì mọi người mình thấy nè, ba cái chân của sợi mi nó không có ôm vào nhau. Lúc này mình phải chấm keo. Đó, mình chỉ cần chấm keo một tí xíu thôi là cái chân nó sẽ ôm vô liền. Đó, khi mà chân ôm vô, mọi người thấy cái lượng keo lúc này nó vẫn còn ướt, chưa có khô, đúng không? Mình có thể bỏ lên gọi là cái mút tạo fan, hoặc là các anh chị có thể tha lên da của mình cho nó mau dính. Rồi bắt đầu các anh chị sẽ buông ra thì cái fan của mình nó sẽ giữ nếp. Đó, các anh chị thấy nè, cái fan của mình nó sẽ giữ nếp ha. Rồi, tiếp tục Hani sẽ làm lại một lần nữa. Đầu tiên các anh chị mình sẽ đầu tiên các anh chị mình sẽ kéo lên, cầm 3 sợi mi kéo lên 50% chân để cho sợi trên sợi dưới như thế này. Sau khi xong, các anh chị sẽ đẩy từ dưới đẩy lên nè. Mình sẽ đẩy từ dưới đẩy lên càng nhẹ càng tốt, đẩy từ dưới đẩy lên càng nhẹ càng tốt cho nó xòe ra. Đó, sau khi xòe ra các anh chị cảm thấy nó đều rồi, hoặc là nó vừa cái độ vừa phải đối với anh chị, thường thì nó khoảng chừng 2 mm là ok, thì các anh chị sẽ giữ chặt và các anh chị nhấc nó lên. Đó. Khi nhấc nó lên cái chân nó sẽ tréo nè, không có sao đâu các anh chị, chấm keo một cái là vô liền. Các anh chị chỉ cần chấm keo một cái, vuốt nhẹ là nó sẽ vô liền. Đó, cái chân keo lúc này của các anh chị nó sẽ rất là gọn gàng ha. Và mình sẽ thả ra. Đó, sẽ ra được một cái fan, nãy giờ là hai cái fan. Đó, hai cái fan này. Rồi mình lại tiếp tục, các anh chị sẽ làm thao tác tương tự, đó là các anh chị cũng sẽ cầm 3 sợi mi kéo lên nè, buông ra. Các anh chị chỉ cần đụng nhẹ đó cho nó nằm ra. Đó. Khi mà sợi mi của các anh chị lỡ như mà các anh chị làm sai đi thì các anh chị có thể là nhấc nó lên để các anh chị chỉnh lại, còn nếu mà không sai thì các anh chị bỏ vô gấp ra nè, chấm keo một cái nè, chấm keo một cái cho nó dính cái chân, rồi bắt đầu các anh chị bỏ vô đây. Đó. Khi mà keo chưa khô, fan của mình nó sẽ có hiện tượng đó là nó bo lại nè các anh chị thấy không? Thì cái fan này hỏng rồi, mình sẽ bỏ đi. Tại vì keo nó chưa khô, mình chưa có xử lý cho nó khô, nó chưa có đóng khuôn lại giống như hai cái Hani để đây nè, nên là nó bị hư á. Còn cái thao tác của mình đúng là ok, kéo lên 50% nè, hơi đụng nhẹ một chút, rồi nhấc lên
Đó, khi nhấc lên được, bắt đầu mình sẽ chấm keo. Nhớ là khi chấm keo các anh chị phải làm cho cái keo nó khô nha, chứ nếu mà keo không khô nó sẽ xảy ra tình trạng giống như hồi nãy. Đó. Khi mà keo khô rồi, các anh chị mình thấy nó sẽ giữ form giữ nếp cho mình đây. Nó sẽ giữ form giữ nếp cho mình ra được một cái fan ha. Và các anh chị sẽ luyện tập đi luyện tập lại như vậy cho nó quen nha các anh chị. Khi mà làm 2 3D xong, bắt đầu mình sẽ tiến lên là 4D nè. Mình cũng sẽ kéo lên đụng nhẹ. Cái thao tác thì nó không khó, nhưng mà các anh chị thường á, thì trong tất cả những cái kỹ thuật tạo fan luôn, thợ nào cũng vậy hết, người ta rất là quan trọng cái gọi là cái nhíp với lại là cái lông mi. Nhíp với lông mi của mình mà càng dễ tạo á, thì cái việc mà học của mình nó sẽ càng nhanh, mà nếu mà nhíp với lông mi của mình mà càng khó tạo á, thì nó sẽ càng lâu. Đây, giống như cái fan này anh đi làm là bị trễ hai mái nè các anh chị thấy không, nhưng mà khi các anh chị làm fan trực tiếp cái fan này vẫn có thể lên người được nha các anh chị. Đây đó, không sao hết. Tiếp tục mình sẽ lên tiếp, đụng càng nhẹ càng tốt, mình càng đụng nhẹ thì nó sẽ càng xòe đều. Sau khi xòe đều xong, chúng ta sẽ nhấc lên, nhấc nó lên nè. Lỡ như bị bung chân vậy, Honey chỉ cần chấm keo một chút là nó sẽ tự động hít vô thôi. Mọi người thấy nè, cái chân hồi nãy đang bung mà Honey chấm một cái là nó hít vô luôn. Thì cái này nó sẽ cần vào cái kỹ thuật của các anh chị, cái cách mà mình chấm keo để sao cho nó không có bị bung ha. Tiếp tục nè, mình sẽ làm nhiều sợi lên nè, tách hơi đụng nhẹ một chút để cho nó xòe ra. Đó. Khi mà nó xòe ra đều giống như mình mong muốn rồi thì mình sẽ gấp lên. Cái kỹ thuật fan này được gọi là fan đặt cho fan gạt nha các anh chị. Cái kỹ thuật fan gạt này thì nó sẽ khó ở một chỗ ở cái khâu mà mình gấp lên, nên là các anh chị muốn gấp lên bá phát bá trúng thì các anh chị cần có cái nhíp cho nó chắc chắc một tí xíu và cái lông mi dễ làm một chút ha. Rồi, Honey sẽ hơi lau nhẹ cái lượng keo để cho nó ấy, nó không có bị bung chân ha. Trời ơi, dính keo vô một cái nó bị teo lại cái fan luôn. Rồi, Honey lại tiếp tục. Thường thì khi mà các anh chị làm fan đặt, fan gạt như thế này nè, thì các anh chị thường Honey sẽ có hai cái dòng keo luôn nha các anh chị. Một dòng keo là khô nhanh để cho các anh chị có thể khô cái chân keo nó nhanh, và một dòng keo là khô chậm để cho các anh chị khi mà mình làm lên nó thì mình đặt vô người đó, nó hợp với cái tay nghề của mình, chứ nhiều lúc khô nhanh quá các anh chị sẽ làm không kịp. Đây là một cái kiểu fan mà nó sẽ hơi khép một chút nè các anh chị. Đó, và mình cũng làm ra cái fan đó. Thì khi mà tạo fan, đây là một cái kỹ thuật nó không có phải dễ, nên các anh chị phải đầu tư thời gian để mà mình luyện tập. Rồi, khi mà xòe đều rồi nè, các anh chị mình thấy nè, để chỉnh cho các anh chị coi. Đó, khi xòe đều rồi thì mình sẽ tiến hành mình gấp lên. Cái khúc gấp lên này là phải nín thở nha, gây cứng lắm đó. Đó, gấp lên nè. Khi gấp lên, chân ôm rồi, mình chỉ cần nè, các anh chị cái chân nó ôm rồi nè, mình chỉ cần chấm keo ngay cái chân đó thôi là được rồi. Và lúc này các anh chị làm fan tươi thì các anh chị chấm keo rồi mình tách mi rồi bắt đầu mình đưa vô. Đây. Đó là một cái fan mà Honey mới làm xong đó. Đó, để cho các anh chị coi ha. Đây là một cái fan. Rồi. Và tương tự khi mà các anh chị làm lên nhiều D lên, 5 6 7 8 9 10 D lên, thì các anh chị cũng làm theo thao tác tương tự, nhưng mà hơi hạn chế một tí xíu cái fan gạt này nè, hơi hạn chế cái số lượng tạo fan một chút. Đó, khi xòe đều rồi thì bắt đầu các anh chị sẽ đưa nhíp vô nè, và mình sẽ nhấc lên. Đây, các anh chị thấy nó rất là đều phải không? 2 4 6 6 fan, mình sẽ chấm keo. Đây, và mình sẽ chấm keo và mình sẽ đợi cho nó khô một chút. Đây là một cái fan nè các anh chị. Chấm keo và đợi khô một chút. Nếu như anh chị nào mà mình đang tạo fan thì các anh chị hãy cố gắng kiên trì, tại vì chắc chắn đây là một cái môn nó không có phải dễ đâu các anh chị, nó sẽ khó đó. Nhưng mà khi các anh chị chinh phục được rồi, các anh chị cảm thấy sướng lắm. Cái gì càng khó mà mình càng chinh phục là mình càng cảm thấy sướng, chứ mà dễ quá thì ai cũng làm được rồi thì quá là ok rồi. Rồi, mình sẽ làm tiếp fan nhiều tí xíu nha anh chị. Đó, đầu tiên luôn luôn tập với từ 3 trước, rồi sau đó các anh chị tăng lên ha. Càng làm nhiều thì các anh chị phải càng làm nhẹ tay. Và thường thì cái fan nhíp này các anh chị khuyên các anh chị là nên làm khép khép một tí xíu thì bộ mi của mình nó sẽ đẹp hơn.
Cái này gấp lên bị tuột hết cọng rồi nè, không sao hết. Cái chân lúc nãy nó không đều nhưng mà Honey chấm keo cái là nó vô nè các anh chị. Các anh chị thấy không? Đó. Và ai làm fan cũng có miếng mút kế bên hết. Miếng mút giống như là cái đồ trang điểm á. Honey không có mút nên là Honey lấy tay nè. Honey lấy tay để chà. Đó. Và tương tự khi mà anh chị làm mega volume trên 7D các anh chị cũng làm nhiều fan lên. Đó. Mình gạt một cái nó xòe ra. Làm một bộ mi bằng fan trực tiếp như thế này á, khách hàng ta đánh giá cao anh chị dữ lắm. Tại vì người ta thấy cái tay nghề của mình ok á. Giữ nè, rồi nhấc lên. Cái chân của Honey đang ấy nè. Mình không có cái máy quay ngay cận cảnh ở đây, chứ mà có là Honey cho mọi người coi rồi. Tại vì Honey chấm keo một cái là nó sẽ tự động hít vô. Nè mọi người thấy nè, nó hít vô thành một cái fan. Đó. Hít vô mà quan trọng là có đẹp hay không thôi. Rồi mình sẽ cho mọi người coi. Và đây là cái bài luyện tập khi mà anh chị được học tạo fan ha. Đây. Đó. Từ mấy D là có đủ cả nè. Từ 5D, 6D, 7D, 8D có đủ cả. Và để cho các anh chị mình làm. Đây. Nhớ nên chọn dòng keo khô nhanh một tí xíu để cho đỡ phải chờ đợi ha anh chị. Honey vừa hướng dẫn cho các anh chị là cái cách để mà chúng ta tạo fan bằng nhíp sao cho nó thật là dễ dàng và đơn giản. Thì các anh chị phải nhớ làm theo nha. Đây là một cái video có độ ứng dụng rất là cao và kỹ thuật tạo fan cũng là một cái kỹ thuật rất là quan trọng khi mà anh chị làm nghề. Vì vậy là nếu như mà các anh chị cảm thấy thích cái video này thì nhớ bấm cho Honey một nút like nha. Bên cạnh đó đừng quên là ấn chia sẻ cái video này cho bạn bè của các anh chị mình biết nữa. Ấn theo dõi, đăng ký cái kênh của Honey để sau này có video mới các anh chị sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên, comment đầu tiên. Chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye!